Sau khi biết được thông tin về hoàn cảnh của bé Phan Thị Ca, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phú Cát của tỉnh Bình Định. Nhân vật trong bài viết nữ sinh lớp 9 bom hàng và hành động bất ngờ của chủ shop, Ba giáo đốc bệnh viện Bình Định đã cử bác sĩ đến nhà khám bệnh cho mẹ của nữ sinh này. Bà Phạm Thị Lan, mẹ của bé Phan Thị Ca bị một căn bệnh lạ đã 4 năm nay, hiện bị sốt, mệt, đau đầu nhiều. Tên sử bị chảy máu bất thường ở nhiều nơi khác nhau trên cơ thể với tình trạng bệnh theo mô tả, bệnh viện Bình Định đánh giá là nghiêm trọng nên đã cử các y bác sĩ đến nhà thăm khám và đưa bà Lan lên băng ca xe đẩy, đẩy vào xe cấp cứu về bệnh viện để chữa trị. Chi phí khám chữa bệnh miễn phí. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát tường cho hay, gia đình bà Lan thuộc diện hộ nghèo của xã. Từ nhiều năm nay bà Lan đau ốm, gia đình chạy chữa rất nhiều nơi, dẫn đến kinh tế quyệt quệ. Ủy ban Nhân dân xã Cát tường đã kêu gọi vận động bà con chung tay đóng góp hỗ trợ kinh phí cho gia đình, nhưng chỉ được một phần nhỏ. Thưa quý vị, trước đó bé Phan Thị Ca nhặt ve chai, đặt mua bộ quần áo online cho mẹ nằm viện nhưng phải bom hàng vì không đủ tiền. Chủ shop định mắng nhưng sau khi nghe câu chuyện cảm động của bé đã không khỏi xúc động. Sau đó người này đã gọi cho shipper nhờ gửi tặng cô bé bộ đồ đã đặt mua cho mẹ, đồng thời còn mượn của anh shipper 1 triệu đồng để hỗ trợ cho cháu bé. Ngại đụng chạm giao kéo nhưng lại mong muốn được sở hữu vòng 1, vòng 3 rất là sexy bốc lửa quyến rũ. Nhiều trẻ em đã được dẫn dụ bởi những quảng cáo có cánh như là nâng cấp vòng 1, vòng 3 bằng sóng xung kích hoặc là công nghệ đệm mô, không đau, không sưng, không nghỉ dưỡng, hiệu quả thì bền lâu. Và mặc dù thì chưa có một nghiên cứu nào chứng minh rằng việc tác động của sóng khiến cho vòng 1, vòng 3 có thể tăng kích cỡ, nhưng mà nhiều cơ sở làm đẹp thì vẫn bất chấp quảng cáo để hút khách. Trong căn phòng khoảng 20 mét vuông, tư vấn viên liên tục tư vấn cho khách hàng về công nghệ mới không xâm lấn, không nghỉ dưỡng, nhưng vẫn có thể nâng cấp được vòng 1 và vòng 3 theo ý muốn, với cam kết sẽ hiệu quả bền lâu. Chị làm ngực chị có thể kiêng vài tháng đầu mình phải mặc áo định hình đồ nữa. Nhưng mà khi chị làm cái này chị không cần phải mặc áo định hình luôn. Đó Hỗ trợ kích hoàn toàn bằng máy, định hình săn ngực bằng máy cho mình luôn. Để chứng minh cho công nghệ của cơ sở là tiên tiến hiện đại, thì tư vấn viên đã không ngại ngần cam kết về việc sẽ đẹp trọn đời cái đấy hầu như là không, không không có. Đấy hiện thời chỉ tăng thể tích cho vòng 1 và vòng 3 nhiều nhất và được hiệu quả nhất vẫn là phẫu thuật đặt túi ngực hoặc đặt túi mông. Tin vào công nghệ nâng ngực thần thánh biến không thành có chỉ trong vài chục phút mà không cần phẫu thuật. Nhiều khách hàng bỗng trở thành nạn nhân dù chưa được cấp phép hoạt động, nhưng tại cơ sở này lại thu hút một lượng không nhỏ khách tới làm đẹp. Vị khách hàng này mới nâng mũi được một tuần, và hôm nay chị tới để tháo vách. Chị chỉ cần biết là bên em là nâng cho chị là một cái giám mũi bằng căn cơ thấy dương bọc ở đây bằng đầu mũi Còn cái phương pháp như thế nào chị không cần biết miễn làm sao mới sẽ chị đẹp và mũi chị đẹp là được Chứ còn bây giờ mà em diễn tả là chị không dám làm đâu nha Bây giờ em nói sâu về chuyên môn là chị sẽ không dám làm nên là tốt nhất cắt thì sẽ cắt ở đây còn lật lên hay không thì lúc đó sau thì bên em sẽ làm như thế nào thì là trách nhiệm nghĩa vụ của bên em nên là chị chỉ cần biết là mũi chị đẹp là được theo số liệu thống kê chưa đầy đủ thì mỗi năm Việt Nam có tới hàng nghìn ca phẫu thuật thẩm mỹ gặp biến chứng đa phần nguyên nhân là do họ đến nhầm các cơ sở làm đẹp chưa được cấp phép và vì chưa được cấp phép nên một số dịch vụ như tiêm chất làm đầy filler bồ tốc nhấn mí truyền trắng nâng mũi nâng ngực độn cằm bằng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Càng gần cuối năm thì tình hình trộm cắp tài sản đang có chiều hướng gia tăng, nhất là trộm cắp xe máy. Đây cũng là thời điểm mà mọi người đều rất là bận rộn, thường lơ là trong việc bảo quản tài sản và tạo ra những kẽ hở để đối tượng xấu ra tay trong tiểu mục chủ tới này chúng tôi mời đến trường quay tiến sĩ nguyễn minh phong chuyên gia kinh tế để cùng có những góc nhìn cũng như là đàm luận xung quanh chủ đề này xin cảm ơn tiến sĩ đã cùng đồng hành với chương trình à, trước tiên thì uh, rõ ràng chúng ta nhìn thấy là càng vào thời điểm cuối năm thì cái nhu cầu mua sắm bận rộn các uh, tại các cái phố phường thì cũng đông đúc hơn và các lực lượng chức năng thì cũng ghi nhận rất là nhiều những cái vụ trộm cắp tài sản cướp giật trên đường phố hay là những cái vụ mà đột nhập vào nhà dân cơ quan công sở theo tiến sĩ thì nguyên nhân của tình trạng này như thế nào ạ à, vâng có thể nói là cái cụm từ mà tháng củ mật nó đã quen thuộc với người dân Việt Nam cả trăm năm nay. Nó cho thấy rằng là những cái tháng cuối năm, dịp sát Tết đặc biệt là Tết Nguyên Đán á, là cái dịp mà trộm cắp thường nổi lên. Điều này nó gắn liền với một số các cái lý do. Thứ nhất á là đây là cái dịp mà người dân thường là tích chữ tiền cả năm để đi mua sắm và các cái điều kiện mua sắm nó cũng dễ dàng hơn, tiền tích trong nhà cũng nhiều hơn, tài sản mang ra trưng bày vân vân cũng nhiều hơn. Đây là cái cơ hội để những cái người mà trộm á, họ sẽ có điều kiện để lấy được nhiều thứ hai là cái dịp mà tết cũng là cái dịp mọi người phải bộc phải 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 gọi là thực hiện những cái hoạt động mà tiêu dùng thì một số người nghèo họ cũng tìm mọi cách trong đó có cả vấn đề trộm cắp bên cạnh thế nữa là một số những cái người mà bị vỡ nợ họ cũng tìm mọi cách để mà tìm đồ của người khác sau đó để dùng để thanh toán và cuối cùng là có một số người kẻ cấp chuyên nghiệp họ coi đây là một cơ hội tốt để thực hiện quá trình trộm cắp này và cuối cùng thì là những cái hành vi mà gọi là chảnh mảng mất cảnh giác của người dân cũng tạo cơ hội cho cái hoạt động đó gia tăng rõ à, ràng là theo cũng ghi nhận thì bên cạnh cái số lượng mà các vụ trộm cắp cướp giật cũng như là các cái hành vi khác phạm tội gia tăng thì cái tính chất về uh, hành vi thì cũng trở nên manh động hơn uh, và thậm chí là có những cái thủ đoạn mang cái tính chất tinh vi hơn, rồi dàn xếp hơn ngay cả trên đường. Vậy thì nguyên nhân chủ đạo của điều này là gì và uh, cái tính chất này thì được mô tả như thế nào trong thời gian vừa qua thưa ông? Có thể nói là tính chất nó ngày càng manh động hơn bạo lực hơn đồng thời cũng tinh vi hơn và dạ. thậm chí là rất khéo léo theo kiểu như diễn kịch dạ. nó không chỉ là đào tường khoét phách như kiểu ngày xưa mà nó còn có cắt khóa rồi xì để làm sao đó mà phá cái hệ thống bảo vệ một cách nó nhanh nhất dạ. với những cái công cụ hỗ trợ mới rồi nó kể cả những cái chuyện mà gọi là chấn lột theo nghĩa tức là chặn đầu hoặc là ép người sau đó là dùng bạo lực để mà gọi là chấn cướp và bên cạnh đấy nữa thì có diễn ra những cái màn kịch để tạo ra những tình huống mua bán hay những tình huống thăm hỏi, những tình huống mà giao tiếp xã hội bình thường nhưng mà trong đó nó lồng vào những cái hành vi để trộm cắp vâng. và tất cả những cái đó nó nó thể hiện một cái gọi là sự phát triển kể cả trong nhận thức, kể cả trong thủ đoạn cũng như là trong các sinh hoạt đời sống hiện đại. Vâng. Tất nhiên thì không, không hẳn là mời tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đến đây để nói về phân tích về các cái thủ đoạn hành vi. À, bởi lẽ là về cái góc độ về mặt kinh tế thì rõ ràng là các cái hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản này nó sẽ gây ra một cái tâm lý hoang mang và đặc biệt là tác động rất là tiêu cực tới cái nhu cầu mua sắm cũng như là cái thói quen tiêu dùng của của người dân Việt Nam. Vậy thì uh, cái điều này được thể hiện như thế nào thưa ông? Chắc chắn là người dân họ sẽ phải thận trọng hơn trước hết là với những nạn nhân thì họ sẽ bị mất đi cái cơ hội mua sắm bởi vì họ bị mất trộm rồi thứ ừ. hai là là họ cũng sẽ ngại đi mua sắm và họ sẽ thực hiện những hoạt động mua sắm theo kiểu kín đáo giảm bớt những sự tiếp xúc để mà không an toàn ừ. à, cái thứ ba nữa là nhiều người sẽ chọn những phương án là không khôn tết ở nhà nữa đi du lịch nơi khác hoặc là ra nước ngoài vân vân những điều kiện và cuối cùng thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái trật tự an toàn và cái niềm vui của ngày tết nó ảnh hưởng đến sự trọn vẹn của ngày xuân mà của những người bị là nạn nhân của trộm cắp Vâng, vậy thì nhiều ý kiến cho rằng thì chúng ta đã trải qua cái đợt dịch rất là khó khăn. À, năm 2023 thì cũng được đánh giá là một năm kinh tế cũng còn đang phục hồi và vẫn còn rất là nhiều những điểm nghẽn. Và cái nhu cầu mua sắm cũng như là tiêu dùng của người dân thì cũng chưa phải là cao lắm. Tuy nhiên thì cái vào thời điểm cuối năm như vậy thì rõ ràng là cái nhu cầu uh, kích cầu tiêu dùng thì cũng tăng cao. Thế nhưng cái vấn đề ở đây là phải chăng là do cái uh, tỷ lệ thất nghiệp này, tỷ lệ những người có cái sự bất ổn trong cái đời sống đã dẫn đến một cái tình trạng cái nạn trộm cắp có vẻ như là cao hơn so với các năm và thời điểm cùng kỳ năm trước vậy thì không biết là tiến sĩ có đánh giá đúng đánh giá về vấn đề đó có đúng hay không và đó có phải thực sự là vấn đề nhức nhối mà chúng ta đáng bàn nguyên nguyên nhân gốc rễ của vấn đề về nạn trộm cắp đang gia tăng không trước hết thì như đã nói ngay từ đầu đó cả trăm năm nay chúng ta đều thấy các cụ thường dặn là đói kém thì trộm cắp nổi lên thậm chí giặc giã nổi lên thế thì cái tình trạng mà nền kinh tế khó khăn, nhiều người thất nghiệp rồi thu nhập kém, á, ít nhiều nó cũng làm gia tăng cái động lực của những cái người mà bị thiếu thốn, họ muốn tìm kiếm một sự bù trừ thông qua những hành vi trộm cắp. À, thế còn hiện nay chúng tôi cho rằng nó bức xúc bởi cái điều đó hay không á, thì nó không hoàn toàn. đâu đó có một vài trường hợp trấn cướp cướp ngân hàng, kể cả những giám đốc bị phá sản, Được nhưng đấy không phải hiện tượng phổ biến. chúng tôi cho rằng đấy trở những người mà hết sức cực đoan manh động hoặc là làm ăn không đủ năng lực và họ chọn con đường nhanh nhất ngắn nhất và thậm chí là thiếu suy nghĩ nhất để hành động thôi. Cho nên tổng thể người dân chúng tôi cho rằng là họ không bị cái cái đó nó cuốn đi. Và hơn nữa chúng ta làm đảm bảo an sinh xã hội khá là tốt. Nó không đến mức độ mà tạo ra một cái cảnh gọi là thiếu thốn tràn Được, lan dạ, vâng. để mà nó tạo ra cái tình huống như vậy. Vâng. Cho nên chúng tôi rằng đấy chỉ là hiện tượng cá biệt. Thế nhưng thì cũng phải nói thêm rằng là hiện nay thì chúng ta nhìn thấy là cái vấn đề về trộm cắp ấy, thì có vẻ như là ít thấy nhưng mà lừa đảo tinh vi mà có nghĩa là thậm chí là chúng ta nhìn thấy một cái số tiền rất là lớn gọi là lướt qua uh, tài khoản của mình và bay vào túi một một đối tượng mà lừa đảo nào đó rất là tinh vi vậy thì chúng ta cần phải cảnh giác cao độ trước vấn đề này như thế nào ạ? Trước hết chúng tôi cho rằng là người dân phải tự tự cứu mình tự biết để mà cảnh giác nhưng mà muốn biết thì phải rất chịu khó đọc thông tin mà các hoàn chức năng họ đưa ra Đúng. rất tốt là gần đây chúng tôi thấy một loạt các cái thông cáo của công an đó, họ đã tổng kết lại thành ra những cái gọi là mấy chục hình thức, 30 60 à 30 hoặc là hơn 20 những hình thức mà lừa đảo qua mạng hoặc là qua các hình thức khác với sự áp dụng của công nghệ hoặc là của những cái hình thức mà có thể nói trước nay chưa chưa từng gặp thậm chí gọi điện thoại đe dọa hoặc là vân vân thì những những trường hợp như vậy thì người dân phải cập nhật để mà tỉnh táo trước các hoàn cảnh đó cá nhân tôi cũng bị hàng chục thậm chí hàng trăm những cuộc như vậy nhưng Được. không bao giờ tôi bị 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 gọi là bị bị dính cả Được. cái thứ ba nữa đó là cũng cần phải có sự chia sẻ với bạn bè với người quen và đồng thời là tăng cường kết nối với các con chức năng để mà cảnh báo sớm hoặc là nhận sự hỗ trợ khi cần thiết trong trường hợp như vậy.